Chào các bác, tôi hay làm những cái video về hướng dẫn mấy món ẩm thực của Tây Bắc chúng tôi ấy. Thật ra tôi làm ở trên bản thì nó có cái là thuận lợi cho cái việc kiếm nguồn nguyên liệu sạch, tươi và ngon. Nhưng mà ngược lại là không phải là đi ra chợ mà mua. Cứ phải đi kiếm hoặc là đi xin hoặc là ai cho. Thì hôm nay tôi làm một cái món, tôi và chị đi làm một cái món rất là hay. Là cái món nộm lá sắn ấy, trên này tôi có cái lá sắn với nộm với một vài cái loại lá cây khác cực kỳ ngon luôn. Đấy, chẳng hạn như bây giờ tôi đi, đầu tiên là phải đi lấy lá sắn này. Lá sắn đây, có cái nương sắn của tôi để trồng đây. Đây, ruộng lúa đẹp chưa? Còn phía bên trên này là bản này. Đây, nên là tất cả những cái gì ở đây là đều phải đi, tự đi lấy, đi kiếm hoặc là trồng ra chứ. Làm gì có chuyện ra chợ mà mua mà lấy. Thì ví dụ như hôm nay cái nộm lá sắn này tôi dùng vài loại lá cộng với lại vài loại gia vị, nhưng mà tất cả những thứ này là do chúng ta đi chúng ta kiếm được hoặc là nhà trồng ra chứ không phải bỏ ra một xu nào nhá. Hôm nay chỉ trong những cái món này chỉ có một thứ tôi phải mua, muối. Muối tôi phải mua thôi, chứ còn lại tất cả những cái thứ gia vị hoặc là nguyên liệu để làm cái nộm lá sắn này là nhà làm, nhà trồng hoặc là đi vào rừng để kiếm. Cái món nộm lá sắn này ăn nó lạ lắm. Tôi thì tôi có thể tôi làm cái video này hướng dẫn cho các bác, chưa chắc về Hà Nội chúng ta đã có thể làm được đâu, bởi vì là nó có một vài thứ mà ở dưới xuôi chúng ta không kiếm được. Nhưng không sao, cứ đi tìm hiểu xem cách này cực kỳ ngon. Trước tôi đưa vợ con tôi lên bản mà đến mức về vợ tôi ở nhà là cứ muốn ăn nhưng mà không kiếm ra được cái nguyên liệu. Nhưng mà chúng ta có thể tìm thử vài thay thế một vài cái nguyên liệu khác xem là nó có ra gì không. Nào, đi vào nước sắn đấy. Đây xem nào, bẻ lá sắn đi, cứ lấy cái ngọn sắn non ấy. Chị Trang này, cái này trước mình làm cái muối muối lá sắn muối chua là cũng bằng ngọn này à? Lấy lá giả, lấy lá dài dài. Thế còn mình làm nộm là non đấy chứ nhỉ? Trông nó bẻ cho em một ít nữa em làm một ít chua mang về dưới nhà ăn thế nào. Lá sắn này muối chua mang về Hà Nội ngon lắm. Lá sắn muối chua cũng dùng cái ngọn với cái giả giả hơn một tí. Về nhà tí tôi làm luôn, tôi hướng dẫn các bác. Ở dưới vùng dưới xuôi chúng ta có cái vùng Phú Thọ sao có làm cái món lá sắn muối chua, tôi không nhớ rõ, nhưng mà trên là chúng tôi làm kiểu khác. Tí tôi chỉ cho các bác biết nhá. Đây này, rừng sắn đây này. Nương sắn chứ không phải rừng sắn. Nương, đây là trồng mà, nương sắn. Con lợn rừng ở trên cái đoạn trên kia về đợt trước nó ủi đấy ác lắm. Cái con lợn rừng bây giờ còn hay về không chị Trăn? Trên kia á? À dưới này, thời gian này nó hay về ủi dưới này à? Đây có lợn rừng nó hay về lắm, trên này nó tiếp giáp chứ đằng sau này là cái rừng mà. Nó về nó ăn, nó ủi, nó ăn cái củ sắn đây. Trước tôi lên đợt nó cây sắn nó còn nhỏ nhỏ, nó ủi lung tung beng hết lên. Bẻ lá sắn đây, bẻ nhiều và xong là trông nó về làm. Trên kia có cái lối con lợn rừng nó hay đi vào ấy, nhưng mà không dám mò lên, là trên kia giờ có vắt ấy. Đi lên đây giờ đeo dép thế này vắt, nó bò nó sơi chết. Đứng ở dưới này thôi. Khô này không có vắt á? Đây này, tôi mò lên tận trên này sát với lại cái bìa rừng kia, nhìn như này. Những cái cây sắn nó đổ hết từ đợt trước là do cái con lợn rừng về nó ủi đấy. Đây này nó đào lung tung hết lên rồi này. Đấy, đợt này nó không về cái chỗ này nữa, nhưng mà cái cây sắn cũ ngày xưa nó về nó ăn, nó đã ủi lên đấy, nó tung hết cả gốc đây này. Đấy, cái gốc cây này, đây nó có mấy con lợn rừng ở trên này, nó hay về gần đây lắm. Bọn này đói quá mà, chứ bình thường lợn rừng nó cũng chỉ có đi vào những cái nương sắn thật xa thôi, chứ nó không vào những sắn gần bản này đâu. Trong mấy con này nó đói quá, với hai nó ở gần đây nhiều lợn rừng đấy trên này. Chắc là trước em đi qua mấy cái nương sắn của người La Hủ ấy, thấy người ta treo cái màn à, cái chăn đỏ đỏ với cái áo là để đuổi lợn rừng à? Con lợn nó nhìn thấy cái đấy đỏ đỏ xanh xanh thì nó sợ đúng không? Nhưng mà đêm thì làm sao nó sợ? Chắc nó vẫn nhìn thấy nhỉ? Bởi vì em đi qua nương sắn thấy người ta treo những cái chăn nhiều lắm, thỉnh thoảng này có treo. Làm cũng vẻ thế mà, nó chả biết làm cái gì, sao là cứ làm. À thế gì? Chứ làm đấy nó vẫn về thôi mà nhỉ? Trước làm nương ngô bên khe Hồi Mỹ Trung á? Xong rồi mình căng cái kia lên, con lợn rừng vẫn vào thôi gì? Cắm bảo là nước măng trô mang đi đổ, xong là con lợn rừng không vào.
Nước măng, nước măng. Nước măng cho từng nhà đi, một mấy người, mỗi nhà một hộp to, hộp 10 lít, 10 lít. Cho vào ung nớ xong là đổ vào. Không quế về ăn thì mà có sợ gì. Không sợ đâu, nước măng chua cho vào nó không sợ đâu, vẫn ăn. Mùi cát, không vị. Con lợn rừng nó đói, nó ủi ác lắm, con kia nó phá thì. Cái nương này bây giờ mà chỉ cần 2-3 con vào nó ủi trong vòng 2 ngày thì tan hết cái nương này. Sợ cái con lợn rừng ấy lắm. Giờ có bẫy ấy, có bẫy, bẫy dây kìa, đặt tìm cái cửa, cái đường nó ra vào này. Đặt cái dây thép ở đấy, làm một cái thòng lọng lên. Nó chui vào phát là giật nó, tôi với ông anh định bẫy đây đấy, nhưng mà không khó bẫy lắm bởi vì là mình bẫy chỗ này thì nó lại, mình không tìm được hướng đi của nó cụ thể đây. Đặt chỗ này thì nó lại đi ra cái chỗ khác. Nên là muốn bẫy thì phải ấy, phải rào lại hết xong rồi để chừa lại một cái lỗ cho nó đi vào. Một phát dính ngay con lợn rừng này. Hôm nay là cần những cái lá gì chăn nhỉ? Lá sắn này. Lá cây mắc khén này. Cây mắc khén là cái cây mà hạt gia vị ấy, lá nó làm nộm hay là dùng để nấu canh ăn ngon lắm. Với lại cái quả cà dại, cà đắng ấy. Cà rừng gì, quả mạ, quả mẹ mắc hèn đấy gì đấy, lá sắn này, lá mắc khén này, hoặc lá mắc có, toàn những lá rừng đấy, tí tôi chỉ cho các bác biết. Quả cà rừng nữa, nước măng chua, rồi thì gia vị như hạt dổi, hạt mắc khén, ớt, muối đấy. Tí nó làm bây giờ mới đang lấy lá sắn thôi, chứ còn lấy mấy cái kia thì tí nó xuống ruộng xong là băng sang cái rừng chỗ đối diện bên kia để tìm nốt. Làm được một đĩa nộm lá sắn này mất công nhiều đấy. Không phải ở Hà Nội chúng ta cứ ra chợ vù phát là có đủ thứ để mua đâu. Ở đây là muốn ăn là phải đi kiếm, chứ không có chuyện là ai mang cho được đâu các bạn. Rồi bây giờ sang đến cái nguyên liệu thứ hai là cái lá cây mắc khén. Cây mắc khén là tôi vẫn cứ hay nhắc là cái hạt mắc khén ấy. Đây có tôi có mấy cái cây. Lấy cái lá non này chị Trăn. Đấy, lấy vài cái lá non này đi. Cái ngọn đừng có bẻ để cho nó còn ra tiếp nhá. Lấy cái lá non thế này, cho xem nào. Cái lá mắc khén này nó có cái đây này, lá mắc khén. Ngửi thử xem nào. Cái này thơm ác nhỉ. Đúng mùi của nó như mùi quả của mắc khén ấy nhỉ. Thơm lắm, cái này chỉ cần gia vị là chỉ cần vài lá thôi bác ạ, đừng lấy nhiều nhá. Ăn cái này nó tê tê mồm đấy. Lá mắc khén. Rồi bây giờ đi tìm tiếp lá quả cà rừng. Được hai thứ rồi, được lá sắn với lại lá mắc khén rồi, cà nữa. Tiếp tục sang cái gia vị thứ ba là cái quả cà rừng. Đây cái quả này các bác ở dưới xuôi các bác có thể kiếm được ngay cái triền đê ấy. Cho em một chùm như nào. Triền đê đây là cái cà này, cà này nó đắng đắng đấy mà. Quả đắng đắng, có hai loại quả cà đấy, một loại là cái cây cao này quả to, còn một cái loại là cây nhỏ mà quả nhỏ ấy, thì cái kia ngon hơn, trồng ở nhà để nấu canh. Cái này nấu canh cá ngon lắm, canh cá khô xong là cho cái này vào. Thì đây là cái nguyên liệu thứ ba, lá sắn này, lá mắc khén này, quả cà này. Thì nó về cách làm thế nào thì về nhà mới làm nhá. Đấy, cứ đi nhặt tinh tinh bẻ thôi. Đây ruộng lúa này. Ôi giời, hôm nay tôi đi cái chân mặc cái quần đùi đi vào trong cái nương sắn kia với lại đi qua ruộng lúa này giờ ngứa quá. Ui thế thôi, lấy một ít thôi mà tí ăn ngon lắm. Đây về vườn nhà lấy thêm được một thứ nguyên liệu nữa để làm món nộm lá sắn là cái hoa đu đủ ấy. Đây là cái hoa đu đủ này, bác lấy hoa đu đủ non thế này vặt ra để thế này nhá. Thì cái quả cà là tôi đang luộc ở kia rồi, quả cà rừng ấy, quả cà đắng ấy, về là phải luộc lên, luộc thật kỹ. Thế còn cái lá sắn và lá đu đủ tí nó tạm phải luộc lên, ví dụ như là cái lá đu đủ này phải, cái hoa đu đủ này phải luộc kỹ này. Cái lá sắn này luộc lên xong rồi bắt đầu luộc lên chín nhừ xong bắt đầu ta mới thái ra. Cái lá mắc khén thì nó giống như gia vị nên ta không luộc hay không gì cả, mà tí chỉ tẩm ướp cùng với lại muối mắc khén, bột mắc khén với lại ớt thôi, nước măng chua nữa. Đấy, cách làm đơn giản như thế nhưng mà nó kiếm nguyên liệu khó phết đấy. Vùng xuôi không biết là tôi có kiếm được cái lá đu đủ này, hoa đu đủ không này. Rồi, để thế này ạ. Đây, cái lá sắn thì luộc lên xong là thái miếng nhỏ ra, hoa đu đủ cũng luộc lên bẻ vụn ra như thế này. Thế còn cái quả cà rừng ấy, như này thì người ta mới luộc lên xong bắt đầu dằm nó ra, nó nhỏ nhỏ như này. Dằm nát ra nha.
thêm ít lá rau răm ấy, cái rau răm mà tay ăn chứ vịt lộn ấy, trộn vào. Quan trọng là có cái nước măng chua cơ. Nước măng chua thì như cái lọ kìa. Có mấy cái video tôi đã nói làm cái măng chua kiểu Tây Bắc tôi ấy, cái nước đấy đun lên cho nó chín. Không tí nó đổ vào vì đây không có chanh. Tôi dùng cái nước măng chua thôi. Cho vào cái này trộn đều lên, cho tí muối nữa, thì ớt cay cay nữa. Ui giời. Cái lá măng khén nó thơm lắm rồi này. Lá măng khén với lá rau răm thơm. Món này hợp đấy. Đây này, xong rồi đây này. Thằng Sơn ăn không? Không ăn là tao ăn trước. Cái này là các bác nhìn thấy này, nó có cả lá sắn này, hoa đu đủ này, cái quả cà rừng cà đắng này, lá măng khén này, lá rau răm này, nước măng chua, muối. Ai thích ăn ớt thì cho thêm ớt vào. Ui cái này giờ mùi thơm lắm. Mùi măng khén này nó thơm thơm, măng chua nó lại hơi chua chua, cà đắng hơi đắng đắng. Làm thử miếng cái nào. Cái này cần chấm được, không thích chấm được. Tôi nói thật với các bác, cái này nó khó tả, nó đủ các mùi luôn. Từ cái lá măng khén, lá đu đủ đắng, hoa đu đủ đắng đến lá sắn. Quan trọng là có cái nước măng chua nó cực kỳ ngon luôn. Ăn khó tả lắm, cái này tôi cực kỳ thích ăn cái món này. Nhưng mà mỗi tôi làm cái món này kỳ công quá. Đây lần nào các bác xem đi lấy từ sáng, nhặt cái này nhặt cái kia đến tận trưa mới làm xong đấy. Không phải dễ đâu, cái này làm mất công lắm. Nhà vợ tôi muốn ăn nhưng mà muốn làm khó. Làm miếng nữa đi. Các bác thông cảm nhé, ăn nó nhùm nhàm tí nhưng mà món ngon phải ăn như thế mới ngon chứ, ăn kiểu nhẹ nhàng không ra gì. Làm một phát. Đó, để đây. Đi ăn cơm. Để đây. Phúc ăn cơm nha.